xuân sang trên bến cảng, đàn hai gấu tung cánh bay dập trời. Cảng của ta vui đón bao chuyến hàng, những chuyến hàng bè bạn từ xa xôi, những chuyến hàng Việt Nam gửi đi bốn nơi. Tuổi thanh xuân thiết tha với bến cảng, ta chiến đấu nơi đây bao ngày đêm, nghe sóng vỗ mênh mông khi chiều lên. Ta bám biển, ta bám tàu, cho những con tàu máu rời sang bến mới, cho những chuyến hàng đi rừng xây đất. Đây rồi lại có nhậu của cá chép giòn. Đấy, chú lại làm cá chép giòn ở trong cá lồng thì quá chuẩn. Chú xin giấy phép rồi nhá, lồng là một tuần nữa chú bê về đây là bằng một cái ca lô, một cái tàu 500 tấn. Chú làm hết ở ngoài phòng rồi. 5 thợ như cháu cứng như thế làm, 2 thợ phụ là 7 thằng. Làm 2 tuần nay rồi. Làm ngày mai và chả đi đâu chứ vào đây. Ơi giời, lúc đây hoàn thiện rồi làm con cá chết giòn. Lại. Vô địch. Chú lại gọi thằng thần tượng của chú đến 29 tuổi nữa đến thì sợ lắm. Thần tượng về đây 2 hôm rồi. Giới thiệu quý bà con, hiện tại Hà Vĩnh Ngon đang đứng ở quán Trang, thôn quán Trang xã Bát Trang, Hà Vĩnh Ngon. Thôn quán Trang. Xã Bát Trang, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng. Thì đây là trang trại của chú Sơn. Giáp với con chú Sơn Duồn. Không. Đúng rồi, phải nói nét là Sơn Duồn. Phải Sơn Duồn thì mới biết là đang làm xe mà lại đi về. Chú thì đang làm xe ô tô mà bây giờ mua trang trại. Xe anh Huy đất cảng đấy. Xe anh Huy. Chú là nhà xe anh Huy. Xe anh Huy đất cảng. Nhà xe khách anh Huy lên Mỹ Đình. Thế thì chú nuôi trang trại đây, chú làm vườn. Quay hết cả cái khu đấy. Một ông chủ là xe lớn. Khi xuân sang trên bến cảng, đàn hai ấu tung cánh bay dập trời. Cảng của ta vui đón bao chuyến hàng, những chuyến hàng bè bạn từ xa xôi, những chuyến thiết tha với bến cảng, ta chiến đấu nơi đây bao ngày
Nhưng cái này có nhiều quả không? Loại này cực nhiều quả, nhưng mà nó không nhiều bằng bưởi đỏ Tân Lạc. Nhưng Tân Lạc nó không ngon. Nhưng mà chú xem ở trên đấy thì nó chịu hết cơ mà. Thì đấy, như là một cái cây mà 7 năm mà cho ra được hơn 300 quả. Ui giời, nhiều lắm rồi. Đấy. Mà nó có quả cái năm không? Không, nó chỉ ra bưởi Bắc nó chỉ có một mùa thôi. Miền Nam thì nó mới quanh năm bưởi da xanh. Nhưng miền Bắc mình trồng da xanh nó cũng không ra quanh năm. Mà nó có hạt, ở trong Nam là nó không có hạt đâu. Nhưng ngoài Bắc thì có hạt. Cái này nó có đúng mùa như bọng mình không hay là... Nó ăn vào tháng 8. Cái này là nó ăn vào tháng 8, âm lịch. Cuối tháng 8 là ăn rồi. Ăn sớm, ăn nhưng kiểu bưởi chua ấy. Bưởi chua là lúc đấy mới có, chứ bưởi ngọt lúc đấy ít. Ăn nó siêu ngọt mà nó không bao giờ mất mùa. Riêng không bao giờ mất mùa giống này. Đấy, nó hay thế. May. Không mất mùa. Như năm nay bưởi Diễn là như cháu thấy là hầu như mất mùa trên diện rộng hết. Nhưng mà riêng giống này không mất mùa. Và những cây bưởi Diễn ở nhà cháu ở gần giống này là cũng nhất thai. Tức là nó ăn theo cái bọn này đó nhỉ? Này. Ừ. Nó thu phấn chéo. Ừ. Nên là nhiều người bảo thích trồng vào cùng một vườn này mà có nhiều giống có ảnh hưởng không? Không ảnh hưởng gì. Người ta có nơi ví dụ như ở trên Phúc Thọ người ta còn đi mua hoa bưởi chua, người ta chấm trực tiếp vào hoa bưởi Diễn, người ta thụ phấn. Nhưng mà làm như thế nó hơi mất công. Đúng rồi. Nó hơi mất công và nó cũng không ảnh hưởng đến chất lượng quả. Nhưng mà mất công nhưng mà nó sai. Đấy. Còn hoa bưởi thực tế là nó cũng là hoa nữ tính. Tự nó có thể thụ phấn cho nó, nếu mình tác động bằng con người hoặc tác động bằng gió hoặc là ong, nó đi nó lấy phấn thì nó sẽ thụ phấn luôn cho hoa. Và cái thời gian ra hoa quan trọng nhất để đậu quả chính là cái thời gian mà nó mình phải bón thúc cho nó trước khi ra hoa, cây nó khỏe, lá nó to xanh, xong thì đến lúc khi đậu quả xong như bây giờ là hoa nó đã chút hết rồi mà đậu quả thì mình phải bón thúc đợt hai. Bón thúc đợt hai cho nó để nó cung cấp chất dinh dưỡng đủ để nó nuôi được cái quả, nó không dụng sinh lý nhiều. Còn nếu yếu quá là nó dụng sinh lý cả những cái quả trưởng thành. Nhưng bón đủ thì nó chỉ dụng mỗi những cái quả bị yếu kém thôi, nó bị vẹo và bị hỏng, đấy là dụng sinh lý. Ok, thôi cứ từ từ rồi. Thành nông. Này bạn thân ơi, số kiếp nhân sinh chỉ là con tàng trần gian. Dù anh và tôi ấy sáng giàu ai gian khó, mai xa kiếm con người về với cát bụi mờ thì cũng đều đổi tay. Cho phân cho xuống xong rồi mình mới cho nước tưới ẩm sụng này. Vôi tí nữa cho một tí ở trên mặt trên thôi, xong mình tưới nước nó ngấm xuống. Vâng. Còn chưa làm kịp đất xong ấy, mình dâm cây là mình dâm vào cát và đắp bờ trong cây này mình tưới ẩm. Lần đầu tiên mình tưới sũng luôn đi. Xong thì hàng tuần sau mới phải tưới. Chứ không phải tưới luôn sũng nó để thối dễ. Mà tưới lúc đầu mình tưới sũng để cho cái cây nó hút nước vào trong thân của nó. Xong sau này nó khô là cái đầu rễ của nó cũng the khô đi. Xong mình sau mình tưới ít hơn. Chứ không tưới nhiều như lần đầu. Trong 10 ngày thì tưới 2 lần. Đấy, nhưng sau bây giờ xong là mình cho một xô thuốc kích rễ Antonic đây này. Đấy, pha rồi đấy, xong thì cho một xô sơn này, một gói Antonic vào cái gốc cây to này. Như kìa đã 4 hôm qua ấy. Đừng để cao như kia đương nha. Cứ đắp rộng ra khoảng 1,5 m mà được. Đắp rộng nó ra. Còn mai mà làm mấy múc những cái bưởi Diễn nai kia thì cho đi vào hết luôn. Yên tâm. Cái Diễn này có khi ngày xưa lại mua ở viện giống cây trồng công nghệ cao ở Hải Phòng. Đã một ngày đây có vườn ươm giống nhưng mà chào nhưng mà cũng không có chuyện. Không nghe ai cả. Nói chung là bây giờ giống là phải thực tế. Chứ vào những chỗ mua đi bán lại buôn giống thì là chết dở. Cứ phải vào. Như cháu như này thực tế như này mà nó là thật. Như hôm qua chú mà ăn cái quả bưởi Diễn đấy chú chưa hình dung nha. Có khi chú có nhiều người biếu bưởi, có khi chú cũng chưa có quả nào như thế. Chú chả. Hỏi ai có bao giờ không trở về cát bụi đâu. Bây giờ bó cá với kiểu làm bưởi đây. Cuộc đời là bao hãy mến thương nhau với bằng tất cả con tim.
để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế, không lo lắng u buồn, chẳng nỗi tiếc muôn thêm truyền theo sự nơi chân. Sống hôm nay đâu biết về ngày mai sau, hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đang có, không ganh ghét hận thù, chẳng gian dối lòng lừa vì kiếm người sẽ vội qua. Vài tháng sau dễ nó bật ra thì nó mới bắt đầu ăn được. Biết rồi gì? Đấy, làm như thế là chuẩn rồi đấy. Anh đổ nước phân kích thích da dễ vào. Đấy, một sâu này là tưới sũng, lúc ban đầu là phải tưới sũng luôn để cho nó chặt bầu. Còn chỗ đất nào nó hở là nó sẽ sấm xuống và nó chắc bầu. Đây, đất của chú là đất pha cát cho nên là không cần phải cho cát đấy. Còn nếu mà đất dạng đất thó ở trong nhà chú kia, cái vườn ở trong nhà kia, là chú phải lấy cái đất này hoặc là lấy cát nước ngọt đấy, là chú nấp kín xung quanh. Nhưng ở đây là không cần vì đây là đất pha cát rồi, mình tưới là nó chặt bầu. Cái này xong thì chú lúc nào kiếm chặt đôi cái que tre này này. Đấy, xong rồi làm một hai cọc, ba cọc là chống vào những cái cành to đấy. Thì khi mình tưới như thế này này thì nó cái bầu của nó vỡ ra, nếu mà mình có người chạm vào hoặc là nhà có nuôi chó mèo ấy, nó chạm vào nó vỡ bầu. Không có chó mèo đấy. Không có ai chạm. Sắp tới Hà Bình Ngon sẽ tiến hành tư vấn nhiều hơn nữa để cho bà con có được kỹ thuật làm ngọt quả, mã đẹp và độ thơm ngon đồng đều. Đây là vườn cây trồng hoàn toàn đồng loạt một năm mà đều sai tương đương nhau như thế này. Hà Bình Ngon sẽ đưa quý vị và con tham quan. Đây là cả vườn đều sai như nhau. Bà con có thể nhìn thấy vườn này rất là rộng, rất sai. Vườn bưởi này có thể nói đi mỏi chân luôn. Vườn bưởi này có trên 500 cây bưởi.